Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê và giá tiêu hôm nay, ngày 4 tháng 9 năm 2020. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn thân mến, thị trường cà phê thế giới có phiên giảm thứ hai trên hai sàn London và New York. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp đà giảm nhẹ, kỳ hạn giao tháng 9 giảm 4 USD, mức giảm 0,26%, giao dịch ở mức 1.526 USD trên tấn và kỳ hạn giao tháng 11 cũng giảm 4 USD, mức giảm là 0,28%, xuống mức giao dịch là 1.436 USD trên tấn. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch ở mức thấp tới mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York có xu hướng tăng giảm trái chiều. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 0,10 sen, mức tăng 0,08%, mức giao dịch là 131,6 sen trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 12, giảm 0,10 sen, mức giảm 0,08%, xuống mức giao dịch là 131,2 sen trên pound. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức rất thấp tới mức trung bình. Về giá cà phê trong nước hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2020, giá cà phê trong nước khu vực các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng trên kg, theo xu hướng giảm của giá cà phê Robusta. Hôm nay giá cà phê giao động từ 33.200 tới 33.900 đồng trên kg. Giá cà phê cụ thể tại các khu vực như sau. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua quanh mức từ 33.200 tới 33.300 đồng trên kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 33.300 đồng trên kg. Khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 33.200 đồng trên kg. Tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê giao động từ 33.700 tới 33.900 đồng trên kg. Khu vực huyện Cư Mga, mức giá là 33.900 đồng trên kg. Khu vực huyện Ea Leo có mức giá 33.700 đồng trên kg. Tại thị xã Buôn Hồ có mức giá 33.800 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao động quanh mức từ 33.500 tới 33.600 đồng trên kg. Tại khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai, mức giá là 33.600 đồng trên kg. Khu vực huyện Chư Prong, mức giá là 33.500 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông. Tại thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 33.600 đồng trên kg. Khu vực huyện Đắk Lắk có mức giá là 33.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà, giá cà phê ngày hôm nay là 33.400 đồng trên kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay có mức giá là 35.100 đồng trên kg. Về giá hồ tiêu trong nước hôm nay, giá tiêu nguyên liệu thu mua tại Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục ổn định so với những phiên gần đây. Giá tiêu hôm nay vẫn giao động từ 47.500 tới 50.000 đồng trên kg. Giá tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thấp nhất tại hai địa phương là tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu hôm thu mua với mức là 48.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, hôm nay có mức giá 47.500 đồng trên kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mức 50.000 đồng trên kg. Đây vẫn là địa phương có mức giá cao nhất trong khu vực. Tại tỉnh Bình Phước, tiêu được thu mua quanh mức giá 49.000 đồng trên kg. Tỉnh Đồng Nai, hôm nay có mức giá là 47.500 đồng trên kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.